Chào mừng các em đã đến với chương trình môn tin học lớp 5, tuần số 2 của trường tiểu học Dầu Tiếng. Tiết học trước thì các bạn đã được học bài đầu tiên của sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Và ngày hôm nay, cô và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thao tác về tạo thư mục, xóa, mở thư mục, vân vân ở bên trong trình quản lý tệp và thư mục. Thì qua bài học số 2, bài luyện tập. Đối với bài này thì chúng ta chủ yếu là thao tác trên máy tính. Tuy nhiên khi chúng ta học ở nhà thì có thể là có một số bạn không có máy vi tính, thì các bạn chú ý nghe và có thể ghi chép lại những phần ghi nhớ để chúng ta có thể nắm kỹ. Sau này chúng ta quay trở lại trường học thì các bạn sẽ được thực hành nhiều hơn về các kỹ năng làm việc với trình quản lý tệp và thư mục ha. Bài ngày hôm nay thì chúng ta có hai phần trọng tâm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rèn luyện được kỹ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ. Phần thứ hai là chúng ta sẽ mở cái trình duyệt quản lý tệp và thư mục, và chúng ta sẽ thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép và xóa thư mục. Thì để trước khi bước vào bài học thì chúng ta sẽ cùng trả lời giùm cô hai câu hỏi sau đây. Đối với câu số 1 thì cô có 4 đáp án A, B, C, D. Các bạn sẽ nhìn vào các biểu tượng và cho cô biết đâu là biểu tượng của chương trình quản lý tệp và thư mục. Chương trình quản lý tệp và thư mục thì tiết trước các bạn đã làm quen rồi, đó chính là cửa sổ computer đúng không? Đó chính là câu C. Rồi đối với câu 2, có hai bạn đang tranh luận với nhau, đó là bạn Tý và bạn Tèo. Bạn Tý thì cho rằng là trong cửa sổ computer, ở ngăn trái thì chúng ta chỉ có thể thấy là các tệp nằm trong các thư mục. Còn bạn Tèo thì cho rằng mình thấy tên của các tệp nằm trong thư mục ở ngăn bên phải. Thì các bạn nhớ lại cái nick cũ coi xem bạn nào trả lời đúng. Đó chính là bạn Tèo ha. Mình chỉ thấy được những tệp ở bên ngăn bên phải thôi, còn bên trái là những ngăn thư mục ha, cửa sổ, những cái thư mục để mình nhìn thấy những cái danh sách những cái thư mục đó thôi. Bài ngày hôm nay chúng ta không có phần lý thuyết ha, chúng ta chỉ có những phần thực hành. Thì làm bài tập thì đầu tiên thì các bạn sẽ khởi động trình quản lý tệp và thư mục. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hành các thao tác ở bên trong ổ đĩa D. Thì các bạn quan sát trên màn hình thì trong ổ đĩa D thì có những gì? Thì trong ổ đĩa D có 3 thư mục, đó chính là thư mục lớp 4A, thư mục lớp 4B và thư mục lớp 5A. Vậy là có 3 thư mục. Tiết học trước thì các bạn đã tạo được thư mục lớp 5A. Thì hôm nay các bạn sẽ được làm quen thêm cách sao chép những cái thư mục từ thư mục này qua thư mục kia mà chúng ta đã được học vào năm lớp 3 và lớp 4. Thì hôm nay chúng ta chủ yếu là luyện tập lại để nhớ lại thêm, khắc ghi thêm những cái kiến thức mà mình đã học ha. Trước khi chúng ta qua phần về tạo, xóa và mở thư mục thì các bạn sẽ được làm quen với cách hiển thị các biểu tượng trong ngăn bên phải lần lượt theo các dạng là các biểu tượng từ cỡ nhỏ tới lớn, rất lớn, trung bình, và mình sắp xếp các biểu tượng theo kiểu chi tiết và theo kiểu danh sách. Bây giờ cô sẽ thao tác trên máy tính của cô, các bạn sẽ cùng quan sát khi mà cô chọn thì các biểu tượng nó thay đổi như thế nào nha. Cô sẽ vào ổ đĩa D của cô. Cô sẽ vào lại thư mục lớp 5A mà tiết trước các bạn đã cô và các bạn đã cùng tạo ha. Rồi, bây giờ để mà chúng ta xem được cách hiển thị của các thư mục bên trong thư mục lớp 5A thì các bạn sẽ nháy lên trên thanh công cụ, chọn cho cô thẻ view. Ở thẻ view thì chúng ta sẽ nhìn vô đây cái khung nè, có rất là nhiều cách sắp xếp,
cách hiển thị. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cho cô các biểu tượng cỡ nhỏ. Ở đây thì chủ yếu là từ ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ bằng tiếng Anh, nên các bạn sẽ dựa vào kiến thức mà tiếng Anh của chúng ta đã được học ở môn tiếng Anh ha. Thì bây giờ đối với cỡ nhỏ thì các bạn sẽ chọn cho cô là chữ small icon. Small icon ha, các bạn có thể nhớ cho cô là size nhỏ ha, là size S nè. Đây là viết chữ S đầu tiên nè, là khi các bạn chọn vô size nhỏ, cỡ nhỏ thì biểu tượng nó sẽ thu nhỏ lại chỉ còn một xíu như thế này thôi. Nếu chúng ta chọn biểu tượng cỡ lớn là chúng ta sẽ chọn cho cô là large icon. Đó, thì các bạn sẽ quan sát thấy biểu tượng lúc này đã lớn lên ha, lớn hơn rất là nhiều rồi đó. Biểu tượng cỡ rất lớn, rất lớn là chúng ta sẽ chọn cho cô chữ extra large icon, hay mình còn gọi là size lớn đó các bạn, size rất lớn là size XL ha. Đây, khi cô chọn thì các bạn thấy biểu tượng rất là to nè. Trên màn hình của cô chỉ có hiển thị được hai thư mục thôi, còn hai thư mục kia lớn nó ẩn bên này ha, tại vì mình hiện rất là lớn lên rồi. Rồi, các biểu tượng cỡ trung bình, trung bình là cỡ nào? Đây, chúng ta sẽ chọn cho cô chữ medium icon. Đây là bình thường ha, đây là kiểu trung bình là bình thường. Rồi bây giờ chúng ta muốn sắp xếp theo kiểu chi tiết. Kiểu chi tiết là kiểu nào? Chúng ta sẽ chọn cho cô chữ detail là kiểu chi tiết. Thì ở đây sẽ hiện ra những cái chi tiết về những cái thư mục đây. Đây là tên thư mục nè. Ngày mà mình tạo thư mục. Mình có thể kéo ra. Rồi. Loại ha, đây là loại, đây là thư mục và kích cỡ. Đây nếu mà các bạn trong thư mục này có chứa những cái tệp á thì nó sẽ hiện kích cỡ ở đây. Còn thư mục cô tạo là chỉ có thư mục và thư mục con thôi, nên nó không có kích cỡ. Rồi như vậy là các bạn sẽ cùng nhìn ha. Đây là các biểu tượng. Cô nhắc lại ha, đây là kiểu rất lớn, extra large icon. Kiểu lớn, large icon. Kiểu trung bình, medium icon. Small icon là cỡ nhỏ. List là kiểu danh sách. Và detail là kiểu sắp xếp kiểu chi tiết. Đối với phần bài tập thì cô có câu A và câu B trang số 15. Thì các bạn sẽ thực hiện sao chép các thư mục theo yêu cầu cho cô. Thì ở đây trong sách giáo khoa có hướng dẫn, bây giờ cô sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Trước khi chúng ta nghe phần hướng dẫn thì các bạn sẽ đọc lại yêu cầu nhiều lần để mình hình dung ra được nhiệm vụ của mình sẽ làm như thế nào. Câu A thì chúng ta sẽ thực hiện sao chép thư mục khiêm. Thư mục khiêm thì nằm ở đâu? Thư mục khiêm chính là thư mục nằm bên trong thư mục của tổ 1. Và thư mục tổ 1 sẽ nằm bên trong thư mục của lớp 4, 4A. Ha. Rồi như vậy là chúng ta phải mở thư mục lớp 4A ra thì chúng ta mới sao chép được thư mục khiêm. Rồi chúng ta sao chép thư mục khiêm thì chúng ta sẽ dán thư mục khiêm qua thư mục tổ 1 của lớp 5A. Mở lớp 4A lên. Mở tổ 1 lên. Thì chúng ta sẽ sao chép thư mục khiêm. Sau đó chúng ta mở thư mục lớp 5A lên nè. Mở thư mục tổ 1. Và chúng ta sẽ pass vô, dán vào trong thư mục tổ 1. Thì lúc này thư mục khiêm sẽ được sao chép qua thư mục lớp 5A. Như vậy là chúng ta sẽ có hai thư mục đều có thư mục khiêm. Để thực hiện được phần thực hành thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô là có các thư mục trong ổ đĩa D. Đó là thư mục lớp 5A là tiết học trước chúng ta đã tạo rồi. Chúng ta sẽ tạo thêm cho cô thư mục lớp 4B và lớp 4A. Trong thư mục lớp 4A thì các bạn chuẩn bị cho cô là tạo cho cô thư mục con là thư mục tổ 1 luôn. Và mở thư mục tổ 1 ra chúng ta sẽ tạo cho cô thư mục An Bình Kim. Thì lúc này chúng ta mới có thư mục để chúng ta sao chép được. Cô sẽ minh họa thao tác. Rồi, cô tiết học trước thì cô đã có thư mục lớp 5A. Bây giờ cô sẽ tạo thêm thư mục lớp. Tạo thêm thư mục lớp 4A nữa ha. New folder. Lớp 4A. Rồi, mở lớp 4A ra chúng ta sẽ tạo thư mục
Tổ 1. Rồi tiếp tục mình sẽ mở thư mục tổ 1 lên. Tạo tiếp cho cô là thư mục An. Bình. Và thư mục Kim. Các bạn đã nhớ cái thao tác này rồi đúng không? Bấm chuột phải là chúng ta chọn New, rồi chọn Folder. Rồi, như vậy là thao tác chuẩn bị chúng ta đã tạo ra được 3 thư mục con nằm bên trong tổ 1 và thư mục tổ 1 nằm bên trong thư mục lớp 4A. Như vậy là thao tác chuẩn bị của chúng ta đã xong rồi. Chúng ta có 2 thư mục rồi. Thì bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái phần thực hành ha. Thì trước khi thực hành thì cô sẽ cho các bạn xem lại cái hình ảnh một lần nữa. Rồi các bạn sẽ sao chép cái thư mục Kim bên trong lớp 4A ha. Chúng ta copy nè. Chúng ta thao tác y như là thao tác này nãy giờ chúng ta chúng ta thao tác y như là thao tác mà tạo thư mục vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nháy chuột phải vào, chúng ta không có chọn new nữa mà chúng ta sẽ chọn là chữ copy ha. Mà bây giờ chúng ta phải nháy chuột phải đúng vào cái thư mục mình muốn copy á thì nó mới hiện ra được ha. Rồi, sau đó mình sẽ mở thư mục lớp 5A lên và vào đúng thư mục tổ 1 nha. Tại vì bạn Kim này là nằm trong tổ 1, các bạn copy qua lộn tổ 2 là nó nhảy qua tổ 2 ha. Rồi chúng ta bấm chuột phải và chúng ta chọn pass ha. Rồi bây giờ cô sẽ thao tác cho các bạn nhìn. Rồi, cô sẽ mở thư mục lớp, mở tiếp thư mục tổ 1. Và chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ sao chép thư mục bạn Kim. Rồi, chúng ta sẽ bấm chuột phải vào Kim. Chúng ta sẽ chọn cho cô chữ copy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ quay về ở ODD nè. Chúng ta mở thư mục lớp 5A lên. Và chúng ta sẽ vào thư mục tổ 1. Và tổ 1 tiết học trước mình đã có bạn Tuấn Hùng Lan Anh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột phải và dán thêm bạn Kim vào đây nữa. Như vậy là thành viên tổ 1 hiện tại bây giờ là có 5 bạn, là 5 thư mục khác nhau ha. Rồi tương tự, bây giờ chúng ta muốn sao chép bạn nào thì chúng ta cũng thao tác y như vậy. Với câu B thì các bạn sẽ cùng nhìn lên câu B cho cô. À, câu B thì mình sẽ sao chép thêm thư mục gì các bạn? Thư mục An và thư mục Bình cũng nằm trong tổ 1 của lớp 4A sang thư mục tổ 1 của lớp 5A luôn, y như thao tác hồi nãy mình làm cho bạn Kim vậy đó. Thì bây giờ cô tiếp tục nha. Rồi, đối với thư mục bạn An và bạn Bình thì làm y hệt như vậy. Rồi các bạn cũng mở thư mục lớp 4A lên. Và chúng ta sẽ mở tổ 1, chúng ta sẽ sao chép bạn An và bạn Bình. Như vậy là chúng ta phải sao chép thêm một lần bạn An và thêm một lần bạn Bình nữa là xong. Tuy nhiên để cho các bạn nhanh thì cô hướng dẫn nè. Các bạn có thể chọn một bạn rồi giữ phím Ctrl trên bàn phím và chọn bạn tiếp theo, thư mục tiếp theo. Hoặc là chúng ta có thể để chuột ở ngoài này các bạn ha, để ngoài bạn An và bạn Bình đúng không? Chúng ta nháy chuột trái, chúng ta kéo chọn bạn An và bạn Bình ha, đừng có chọn ba bạn ha. Bây giờ mình chỉ cần bạn An và bạn Bình thôi. Mình để chuột ở bên ngoài thư mục, kéo chọn bạn An và bạn Bình. Rồi sau đó chúng ta đưa chuột vào vùng xanh, bấm chuột phải, chọn cho cô chữ copy. Sau đó chúng ta sẽ quay lại ổ đĩa D, mở thư mục lớp 5A lên, mở thư mục tổ 1 lên. Rồi sau đó mình sẽ dán, bấm chuột phải, pass. Lưu ý mình dán mình chọn chữ pass, không có chọn passcode nha. Chúng ta chọn pass. Rồi như vậy là bạn An và bạn Bình một lượt qua luôn đây luôn, rất là nhanh ha. Như vậy chúng ta không cần phải làm riêng lẻ từng bạn. Rồi các bạn đã nhớ được thao tác chưa nào? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số cái nút lệnh ha. Nhiệm vụ của nó là gì? Cô có phím delete
thì có chức năng là xóa thư mục. À, đối với thư mục mình muốn xóa thì như thế nào? Để đây cô nói luôn ha. Nếu mà thư mục nào các bạn muốn xóa thì chúng ta làm như thế nào? Ví dụ trong quá trình cô làm, cô làm dư hai cái thư mục này nè, cô muốn xóa đi, thì cô sẽ chọn thư mục muốn xóa, cô nhấn phím delete ở trên bàn phím, hoặc là các bạn có thể là bấm chuột phải vào cái thư mục muốn xóa, chọn cho cô chữ delete ha, thì nó sẽ xóa. Và lưu ý rằng là khi chúng ta xóa thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi xóa ha, mình coi thử thư mục này có quan trọng hay không, có cần xóa hay không thì mình mới hẳn xóa ha. Rồi lưu ý trong quá trình mình vô học ở trên trường đó, thì nhiều bạn sẽ sử dụng một máy tính đó, thì nhiều bạn của các lớp đó, trong một khối thì cùng ngồi máy đó, thì nếu mà mình xóa lộn thư mục của bạn thì bạn sẽ bị mất cái dữ liệu ở bên trong ha, như vậy là không có nên. Nên trước khi xóa thì chúng ta phải coi kỹ thư mục đó của mình tạo ra thì mình được xóa ha. Rồi chúng ta bấm chuột phải chọn delete là thư mục đó sẽ xóa đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại với phần bài tập. Đó là delete là chúng ta sẽ xóa thư mục. Cut là chúng ta sẽ làm gì? Đó chúng ta sẽ cắt thư mục ha. Cắt là có nghĩa là mang thư mục từ nơi này dán vào nơi khác, là có nghĩa mình di chuyển thư mục đi á. Rồi tiếp theo, paste, dán thư mục mình đã biết rồi ha. Copy là mình làm gì? Sao chép thư mục. Chúng ta phân biệt cho cô sao chép ha, sao chép và cắt. Sao chép có nghĩa là chúng ta sẽ sao chép thư mục từ đây cho tới cái chỗ vị trí mới, nhưng mà chúng ta sẽ có hai vị trí đều có hai thư mục luôn, y như mình đi photocopy ở ngoài tiệm vậy các bạn. Mình sao chép ra thì giấy tờ gốc của mình vẫn còn ha, mà mình có thêm một cái tờ mới gọi là bản sao nữa luôn. Như vậy là sao chép thư mục thì thư mục gốc vẫn còn và chúng ta lại có thêm những cái thư mục mới nữa. Rồi tiếp theo chữ rename. Rename là chữ copy là sao chép thư mục ha. Còn tới chữ rename là các bạn sẽ là đổi tên thư mục. Được chưa? Rồi, như vậy là về nhà thì các bạn sẽ xem lại bài cho cô. Nếu bạn nào có máy tính thì chúng ta thực hành sao chép, tạo, mở, xóa thư mục. Còn bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu là thực hành, nên cô không có gửi cái phần form làm khảo sát xong bài học nữa. Tuy nhiên thì tiết học trước thì cô nhận vẫn chưa đủ tất cả các bạn làm đâu. Nên các bạn nào tiết học trước mà xem video xong rồi á, mà chưa có làm phần bài tập sau cuối video á, thì các bạn sẽ nháy lại đường cái video đó, và khi nó chuyển tới YouTube thì cô có ghim một cái đường link ở đó, thì các bạn sẽ nháy vào đường link đó và làm cho cô 10 cái câu bài tập đó để cô có thể khảo sát và nhận xét vào trong sổ của cô ha. Rồi tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn các em vào tiết học tuần sau. Chào các em.